thần tình yêu ở trên trời. Hello. Wow, vật dụng trong mây. Hãy lấy giấy xốp nha. Phát thảo hình đôi cánh. Cắt nó ra. Bé con, em có thể vẽ trang trí không? Thật là xinh xắn. Kéo căng dây vàng. Sơn màu vàng. Và cả phần đuôi. Cùng làm túi cung nào. Mọi cung tên nằm trong tay an toàn. Ai sẽ bị thần tình yêu bắn? Elsa và Jack đang ngồi nói chuyện trên ghế. Olaf đang làm người tuyết kế bên. Thần tình yêu bay ngang qua họ. Thật thú vị. Mình sẽ tạo trò đùa với họ. Chào, em tham gia cùng nha. Chào em gái, được chứ? Anna, lâu rồi không gặp. Đùa chút nào. Hả? Sao? Bạn xinh đẹp quá, quý cô tuyết. Sao? Có gì đó bị kẹt. Khoan, mình sẽ lấy. Thật lạ. Một trò đùa khác. Anna và Jack. Ô không, Frost phải lòng với Anna. Ngồi gần hơn đi Anna. Mình phải đi rồi, tạm biệt. Wow, một nàng thơ tóc đỏ. Anh ấy làm sao vậy? Chà, giờ mình phải đi. Oh my god. Làm trái tim nào. Nó lấp lánh nè. Dán phần viền. Thêm phần nắp. Sushi bắt đầu nấu ăn. Làm đồ ngọt thôi. Xay cà phê trong máy xay. Hương vị sô-cô-la. Làm đồ ngọt. Bỏ nó vào tủ đông. Đã xong. Cảm ơn sushi. Bỏ đồ ngọt vào hộp nào. Thắt với ri băng. Chiếc nơ. Bộ quà hoàn hảo cho người nghiện ngọt. Hai chị em đang nghỉ trong lâu đài. Elsa đang tập chơi đàn piano. Giai điệu tuyệt quá chị. Chào. Hello. Mình mang cho bạn ít đồ. Bạn thật chu đáo. Cái gì vậy? Anna, bạn thích đồ ngọt chứ? Còn mình thì sao? Cái này cho bạn nè. Ồ, cảm ơn. Jack, mình cũng thích sô-cô-la. Có đủ cho tất cả mọi người. Elsa thấy bối rối. Sao Jack lại làm vậy với Anna? Lấy chiếc chai cũ. Cắt phần cổ chai. Sơn acrylic đen. Mình ở kỹ băng hà sao? Sóc đang tìm thủy tinh. Wow, cô ấy điêu luyện thật. Thêm sợi dây. Ống nhòm siêu xa. Wow, mình có thể thấy rất xa nha. Jack tiếp tục chinh phục Anna. Chúng tuyệt vời quá, cảm ơn. Bắt được rồi, Uyên Ương. Tuyệt quá, hẹn gặp bạn sau. Họ đang làm gì vậy? Elsa tiếp tục quan sát. Tình yêu Anna. Mình không thể nghĩ về nàng thơ nào. Mình sẽ vẽ chân dung. Come on. Hoàn hảo. Để xem cô ấy nghĩ thế nào. Thật là quá đáng. Để thêm vào vài thứ nào. Ria mép, sừng, đuôi. Good. Anna, xem thử đi. What? Cái gì đây, Jack? Đây là sự hiểu lầm, xin lỗi. Trò đùa thành công. Lấy khối xốp nào. Cắt thành hình chữ nhật. Làm khung kiosk. Một bán cầu trong suốt. Vật liệu giao tới rồi nè. Sơn màu xanh. Phát thảo hình lá thư.
Mái vòm này trông như kẹo mút. Đám cưới sắp diễn ra, thật cảm động. Chuẩn bị tạp chí. Sạp tạp chí được nhồi nhét với các ấn phẩm. Anna và Jack đang được chú ý. Elsa và Olaf đang đi dạo quanh thành phố. Đột nhiên, một cơn gió lớn đến. Oh, wow. Oops. Cái gì? Jack và Anna đang chuẩn bị đám cưới sao? Olaf, là thật à? Wow. Chúng mình cần xác minh nó. Có một hàng dài người ở kiosk. Hey. Bạn đi nhanh nào. Đây là tờ báo mới. Không phải giả. Có lẽ có hiểu lầm trong lúc biên tập. Điều gì cũng có thể xảy ra. Chọn chị em LOL nha. Làm kiểu tóc mới nào. Sơn trang phục màu xanh. Đã có váy. Đầm hè ngọt ngào. Chị em ở đây. Chỉ còn Jack. Anna có mấy nhóc trong tay. Mấy nhóc đáng yêu. Đúng là một ngày dài. Đến lúc nghỉ ngơi. Anna đi ngủ. Công chúa có giấc mơ tuyệt vời. Ồ, mình đang ở đâu đây? Jack ở trong nhà bếp. Anh chơi với đám trẻ. Này mấy con, cùng ăn gì nào? Yes. Anh yêu, em đã làm bữa sáng ngon lành. Thank you. Wow. Yummy. Yippee. Wow. Great. Let's go. Mấy nhóc thích ván trượt của ba. Khung cảnh gia đình hạnh phúc. Sao? Yêu, chỉ là giấc mơ. Thật nhiều bánh. Lấy bìa cứng hồng nha. Vẽ ô. Thêm hình có bánh kem. Trông thật ngon miệng. Trang trí với dòng chữ mô tả. Thêm phần bìa. Bánh kem cho mọi sở thích. Anna và Jack đến cửa hàng bánh kẹo. Xin chào, chúng mình muốn chọn bánh cưới. Chúng mình có nhiều loại lắm. Nhìn qua danh mục đi nào. Ok. Bạn có gợi ý gì? Oh. Loại kem phủ này rất là ngon. Mình có câu hỏi về thiết kế. Như những gì bạn muốn. Elsa đi ngang cửa sổ tiệm. Oh. Họ đang làm gì ở đây vậy? Anna, có chuyện gì vậy? Ai đó giải thích đi. Nhưng có vẻ em gái cô đang bị thôi miên. Tỉnh dậy. Sao lại vội thế? Có gì đó không ổn với họ. Oh no. Hãy làm rỗng hộp đựng nút nào. Quá nhiều. Dũa bề mặt nha. Phủ sơn lót acrylic. Sơn nó màu tím. Hãy chuẩn bị phần đế nha. Trang trí chiếc hộp với kim cương. Sơn phần cạnh. Bọc nhung phần bên trong. Thẻ. Các bộ bài tarot. Phiên bản Frozen. Bạn có thể biết quá khứ và tương lai qua chúng. Quý bà Gothel là một thầy bói nổi tiếng. Elsa quyết định ghé thăm bà. Xin chào, chị có bạn giúp được mình. Oh, yeah, okay. Có gì đó xảy ra với em gái và bạn mình. Hmm. Hãy nhìn vào trong quả cầu. Mình thấy cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau. Họ như bị bỏ bùa. Hãy xem đường tình duyên của bạn. Bộ bài tarot đâu? Phiên bản đặc biệt cần cho trường hợp này. Bài Frozen. Let's go. Mình thấy anh ấy, em gái bạn và một ai đó. What? Thần tình yêu. Mình biết có chuyện gì rồi. Chúc may mắn. Phát thảo hình dáng của đàn hạt trên tấm xốp mỏng. Lỗ. Phủ lên vàng. Hãy thêm đá đính nào. Căng sợi dây. Dây âm tốt. Đàn hạt ma thuật. Thứ này chỉ có thể nghe từ thiên đường. Thần tình yêu tinh nghịch chơi đàn hạt. Giai điệu tuyệt vời. Elsa dẫn cặp đôi đến gặp anh. Hi. Mình đang làm gì ở đây? Là do bạn làm sao? Ai bắn trượt mũi tên hả? Mang tất cả về nào. Chúng mình bình tĩnh lại nào. Giai điệu của tình yêu sẽ giúp mọi thứ trở lại. Nhưng bạn phải chơi. Okay.
mình đang làm nó. Giai điệu tuyệt vời. Mình đang làm gì vậy? Jack, chuyện gì vậy? Là ảo giác. Nó thành công. Cặp đôi lại quay lại bên nhau. Hãy lấy giấy xốp nha. Phát thảo mũ miệng. Lấy chiếc nhẫn. Thích hợp cho vòng đội. Sơn nó màu vàng. Phủ lên sơn bảo vệ. Chiếc gối nhung. Tua rua. Mũ miệng cho Elsa. Vương miệng cho Jack. Những người cai trị Arendelle. Khách mời đang chờ Elsa và Jack. Một ngày tuyệt vời. Mình rất vui. Cặp đôi đã đến. Mình cuối cùng cũng ở bên nhau. Giờ họ trở thành vua và hoàng hậu. Mình chúc phúc cho bạn, hoàng hậu Elsa. Còn mình, anh là đức vua đáng yêu của em. Thần tình yêu nghịch ngợm quyết định tạo trò đùa. Oh my God. Mình đã phải lòng quý bà. Cặp đôi thú vị. Có vẻ thầy bói cũng thích Olaf. Tấm vải màu xanh đây rồi. Ma thuật của Lalelu chuyển chúng thành bộ đồng phục xinh xắn. Phải cho hoàng tử mặc thử rồi. Áo khoác để hoàn thiện bộ trang phục. Trang trí cùng nút vàng. Thêm các sợi vàng nha. Một đôi giày thoải mái cực kỳ cần thiết cho buổi khiêu vũ đêm nay. Một buổi dạ hội lớn sắp diễn ra trong lâu đài. Phòng khiêu vũ đầy các khách mời nổi tiếng. Những cặp đôi đang khiêu vũ. Người lạ mặt đeo mặt nạ đó là ai? Quý cô muốn nhảy cùng tôi chứ? Elsa đưa tay ra. Họ bắt đầu khiêu vũ. Anna cũng được mời nữa đó. Cảm ơn vì điệu nhảy. Bạn đúng là vũ công giỏi. Thank you. Anh ấy đáng yêu quá đúng chứ? Anh ấy thật đáng yêu. Thật mong được gặp lại. Các nàng công chúa rất ấn tượng. Nhưng các cô gái lại không biết rằng họ có mặt nạ khác nhau. Elsa, hoàng tử có hai người. Sao lại như vậy được? Các cô à, đừng đánh nhau. Ai cũng có người thương mà. Những đôi giày búp bê cũ ở đâu đó trong tủ này nè. Hoàn thiện chúng với tấm lông nhân tạo màu xanh. Chúng mình làm lưỡi trượt cho giày trượt từ que nhựa. Rắc thêm kim tuyến lên nha. Còn gì tuyệt hơn trượt băng vào mùa đông chứ? Chàng hoàng tử biết rằng Elsa thích cái lạnh. Đó là nguyên tố của mình. Mình thích trượt băng. Ồ, Elsa đã bắt đầu trượt băng rồi. Mình cũng muốn lại gần xem sao. Cô ấy tao nhã và thanh lịch quá. Xin chào, đến đây nào. Ta không thể. Để mình giúp. Ok. Đáng sợ quá. Chàng hoàng tử quyết định tin tưởng Elsa và thử trượt băng lần đầu. Tách một mảnh đất sét. Tạo hình lại cho đẹp nha. Thêm nhân bí ngô nữa. Giòn tan. Rắc thêm ít đường bột nữa nha. Món tráng miệng ngon lành xong rồi. Mùa của bí ngô bắt đầu rồi. Anna quyết định nướng món bánh đặc biệt. Hãy chọn trái bí ngô chính nhất đi. Bạn thích cái này chứ? Nó nhỏ quá, ta cần trái to hơn. Nhưng nó chẳng vừa cái rổ mà. Ồ không. Olaf đừng buồn mà. Chiếc bánh vẫn ngon thôi. Đôi bạn bắt đầu nướng bánh. Cùng nhồi bột thì lại càng vui hơn. Olaf cũng có việc làm đó nha. Và chiếc bánh cuối cùng cũng xong rồi. Chàng người tuyết dọn dẹp mọi thứ. Cùng bắt đầu tiệc trà nào. Chiếc bánh thật hoàn hảo. Chúc ngon miệng. Vẽ các đường lên giấy xốp màu vàng. Đây sẽ là bánh quế giòn rụm. Tạo thành hai ốc quế. Hô biến. Kem trái cây đây rồi. Hơi chảy rồi. Phủ bằng lớp sơn lấp lánh. Rắc thêm hạt nhũ. Chúc ngon miệng nha.
chàng hoàng tử mời Elsa đi dạo. Chà, có nhiều thứ để làm ở đây quá, mình thích lắm. Ồ, mấy gấp thú, chú gấu đáng yêu quá à. Mình muốn. Ok. Chàng hoàng tử đang cố gắng lấy gấu bông. Nhìn đi kìa. Yeah, lấy đi của em đó. Wow. Cảm ơn, vui quá đi. Chúng mình có món kem ngon nhất. Đến và thử vị kem đặc biệt đi nào. Chúng ta sẽ dùng nó. Okay. Hai cây nha. Thank you. Chàng hoàng tử chuẩn bị hôn rồi. Đột nhiên. Hey. Này này, mọi người, mình không nhìn ra đó. Ồ, cảm ơn nha. Ngon quá đi. Phải. Nhân tiện, mình là Olaf. Rất vui được gặp bạn. Và mình là hoàng tử Jacob. Ồ, tay mình. Có vẻ như các chàng trai đã thành bạn rồi. Họ cứ đi dạo quanh công viên. Biến ra, lấy nguyên liệu để làm bó hoa nào. Cắt giấy thành hình cánh hoa nha. Cuộn giấy xanh xung quanh bó hoa. Thắt nơ nữa. Chàng hoàng tử muốn tạo bất ngờ cho Anna, nhưng lại không biết nàng thích gì. Ta cần sự giúp đỡ. Cậu muốn nói gì với mình vậy? À, hiểu rồi. Đây là những loại hoa cô ấy thích. Được rồi, ta sẽ làm ra bó hoa đẹp nhất. Và chú Hu giúp chàng hoàng tử gói lại. Thanks. Ta đi được rồi. Xin chào nàng công chúa xinh đẹp. Ta nghe nói rằng nàng thích hoa hướng dương. Wow. Ta yêu chúng. Chúng đẹp lắm. Cảm ơn. Phủ chai nhựa bằng giấy xốp và dây ri băng. Đổ đầy cườm vào chai. Và cùng làm phần thứ hai nào. Gói nó bên trong hộp quà. Thêm bi bạc, bông tuyết và thẻ quà tặng đi spa nữa. Để xem Elsa thích món quà chứ. Ta nghe tiếng bước chân trên tuyết. Đó là chú lùng mang quà đến. Hoàng tử đã nhờ cậu ấy mang quà cho Elsa. Ta đi đây nha. Lạ thật đấy, chẳng có ai ở đây. Món quà này là của mình sao? Có gì thần bí trong hộp vậy ta? Để xem. Mình thích các bất ngờ. Wow, đồ dùng phòng tắm. Thơm quá. Ngâm bồn thì tuyệt lắm đây. Thư giãn ghê. Elsa đắp mặt nạ lên. Đâu rồi nhỉ? À, quái vật. Ngốc ghê. Cũng làm mặt nạ cho cậu nào. Ok. Ồ, mình tự hỏi ai là người thương bí mật của cậu. Được rồi, mình đang thư giãn nè. Làm mình đẹp trai lên nào. Cắt bản mẫu có hoa hướng dương ra. Dán vào khung. Đặt lá thư vào bên trong phong bì kim tuyến. Để xem Anna thấy thế nào. Hoàng tử quyết định mời một cô gái đi hẹn hò lãng mạn. Hình như cô ấy thích lắm. Đi bằng khinh khí cầu. Sẽ là chuyến đi đáng nhớ đây. Sẵn sàng chưa? Chà, cú ơi, gửi thư đến nàng công chúa tóc đỏ đi nha. Anna đang đọc sách. Đột nhiên chú chim để một phong bì kỳ bí lên trên bàn. Cùng xem có gì bên trong nào. Háo hức quá đi. Là từ chàng. Đừng có nhìn lén nha. Okay. Ngạc nhiên chưa? Wow. Cặp đôi nhảy vào trong giỏ đựng. Họ chuẩn bị đi thám hiểm đây. Ghép các mảnh lại để làm thành trang sức xinh đẹp. Tô màu xanh lam ngọc lên trên miếng xốp styrofoam nha. Sơn màu sắc đặc trưng lên. Hoàng tử Jacob mời Elsa đến nhà hàng để thưởng thức bữa tối lãng mạn cùng với nến. Hoàn hảo quá đi. Wow. Đây là của nàng. Wow, Tiffany. Em thích hãng này lắm. Tuyệt quá đi. Em đã mơ ước sở hữu chiếc vòng Tiffany này lâu rồi. Ta mừng là em thích nó. Các trang đã xong rồi. Để chúng vào giấy cứng có hoa hướng dương. Tài sản của Anna, bí mật được lưu trữ trong nhật ký. Anna đang viết hết những tâm tư tình cảm vào cuốn sổ. Cô nàng đem lòng yêu thương chàng hoàng tử tại vũ hội. Wow.
Ồ, có vẻ như ta yêu rồi. Trong lúc Anna đang mơ mộng, Olaf nhìn lén và đọc một vài trang. Mình phải biết thêm chuyện gì xảy ra tiếp. À, trả lại đây Olaf. Olaf, nè. Ta sẽ cho cậu biết tay đồ ăn trộm. Đáng yêu ghê. Không may là chiếc bút lông không tốt lắm. Lấp đầy phần nắp bằng đất nặng. Thua biến, ta đã làm nụ hoa hồng xanh này. Hay thật. Trang trí chú gấu bằng các loại hoa. Nàng công chúa sẽ thích lắm đây. Hoa độc đáo ghê, hoàn hảo cho mọi dịp. Mình nên chọn gì nhỉ? Mình có thứ bạn cần đây. Một bó hoa hình gấu tự làm. Đặc biệt đấy, quá hoàn hảo luôn. Mình sẽ mua nó. Thanks. Olaf, hôm nay là ngày Valentine. Bạn có nghĩ anh ấy sẽ đến không? Tất nhiên rồi. Elsa, ta rất vui khi gặp được nàng. Ta đã chờ nàng từ lâu rồi. Wow, đẹp quá. Chàng sáng tạo thật. Giấc mơ thật sự thành hiện thực vào những ngày lễ. Tách một nửa quả bóng đường búp bê. Sơn trắng toàn bộ. Lều tuyết như thế này thì quá hợp hoàn cảnh rồi. Elsa và Jack cùng đi thám hiểm với nhau. Nóng quá đi mất. Để mình nghĩ cách. Hóa phép đưa các bạn đến phương Bắc nào. Hoan hô, tuyết rơi rồi kìa, đến lượt mình. Wow, lều tuyết kìa, đây là căn nhà mới của chúng ta. Bạn cánh cụt cũng thích kìa. Mọi người cùng tạo dựng một chốn vui chơi tuyệt vời. Lấy chai nhựa nha. Cắt chiếc chai ra. Thêm chân nè. Dùng keo nóng để làm tinh thể tuyết nha. Chỉ còn thiếu chiếc thang nữa thôi. Cầu trượt băng này chơi vui lắm đó nha. Đống đồ chơi này chán quá. Cây thông Giáng sinh thì sao? Cùng chơi trốn tìm thôi nào. Mình làm xe trượt cho. Cậu muốn thử không? Nếu chúng ta cùng dùng sức mạnh cùng lúc thì sẽ ra sao nhỉ? Họ đã xây dựng cầu trượt siêu bự rồi. Wow, mình đi trước cho. Trượt đi, mình đỡ cho. Vui quá đi mất thôi. Chơi trò này cả ngày luôn cũng được nữa. Chùi khuôn mặt cũ đi. Lo phần tóc trước nha. Màu bạc đang là xu thế đó. Đã có áo hoodie xanh rồi. Sơn móng lấp lánh như băng nhé. Cậu ấy không thể không có trợ lý đi cùng. Trưởng thành đồng nghĩa với việc quyền năng mạnh mẽ hơn. Mọi người đang quay quần ăn tối. Lần này chúng ta sẽ làm gì đây? Ngồi ở nhà không thì chán lắm. Đi trượt tuyết thôi. Họ đi đến khu rừng tuyết. Đua không nào. Cẩn thận nào. Bay nhanh hơn gió là đây. Đập tay nào. Ai cũng thắng cả. Dùng một miếng giấy vàng. Mỗi trang sẽ được trang trí bằng một nhân vật thần kỳ. Các mảnh giấy biến thành ngọn lửa rồi. Cuốn sách phép thuật này chứa đựng bí kíp luyện thành các nguyên tố. Elsa và Jack đang khiêu vũ. Elsa đột nhiên làm tắt lò sưởi rồi kìa. Mình chỉ vô tình thôi mà. Lạnh quá đi. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Biết rồi. Ở đây có chỉ cách đánh thức năng lực hỏa nè. Eremio, Verdi.
Được rồi. Nhìn đi, ta là chúa tể của lửa đó. Cảm ơn nha, mình ấm hơn rồi. Đã là bạn thân thì sẽ cùng sát cánh bên nhau thôi. Lần này chúng ta cần vòng sẵn nha. Dây đeo đính hạt cườm và lông vũ, đẹp chưa nè. Vặn cây làm sạch ống nước. Không còn ác mộng nữa rồi. Elsa, dậy đi nào. Sao thế, em không ngủ được. Để chị làm cho em cái mặt nạ ngủ nha. Khi nào mới ngủ được đây? SOS, gọi cho Jack đi. Xin chào, tình huống khẩn cấp. Cậu vừa gọi à, ngủ không được sao? Lứa giấc mơ này là cho Anna đây. Đẹp quá đi mất. Elsa và Jack bắt đầu kể chuyện cổ tích. Chưa đến 5 phút sau, cô công chúa nhỏ đã lăn ra ngủ rồi. Nhiều năm trôi qua, Elsa, cậu muốn có váy mới không nè? Chiếc váy cực thanh lịch đã xong. Hoàn hảo quá đi. Chiếc áo đã xong rồi. Trang trí thêm hạt cườm nữa. Mình cần phải làm tóc và trang điểm. Lớp trang điểm tuyệt vời nhất đây. Hoa tai xinh đó. Elsa đã sẵn sàng làm các bạn choáng ngợp với diện mạo mới này rồi. Mọi người định mở tiệc. Olaf, cậu đâu rồi? Đang đến đây nè. Ồ, cái băng rôn này. Chúng mình phải hoàn thành mọi thứ. Treo băng rôn lên đi. Thôi nào, cao hơn nữa đi. Đúng đi, chị ấy đến kìa. Có chuyện gì thế này? Có tiệc sao? Chúc mừng sinh nhật, chúng em yêu chị. Cảm ơn nhiều nha. Ôi nàng ơi, cậu làm tim tớ nhũn cả ra. Chàng người tuyết đâu rồi? Quả là một bữa tiệc hoành tráng. Hãy cùng làm chiếc áo mới nào. Đã có đồ trang trí rồi đây. Cắt ngôi sao ra đi. Trang trí chiếc áo. Thêm kim tuyến vào gấu áo. Chiếc áo choàng sang trọng sẽ tăng thêm sự bí ẩn cho người mặc. Ở một mình thật chán mà. Mình sẽ xem thử bên ngoài có gì. Hôm nay trời nhiều sao quá đi. Áo choàng đâu rồi nhỉ? Mình sẽ đi lấy kính viễn vọng. Vào rừng ngắm sao dễ hơn nhiều. Lạnh quá đi mất. Để xem các vị tinh tú gửi thông điệp gì cho mình nào. Wow, sao sáng thật đó. Có một cô gái sao? Không thể tin được. Jack đã phải lòng cô nàng mất rồi. Viền lại hình mặt trăng trên giấy bìa cứng màu trắng. Cắt chúng ra. Sơn một lớp lót màu trắng, tạo các hố rỗng. Xỏ vòng kẽm qua. Kéo xích đu lên nào. Mau mau ngồi lên chiếc xích đu tuyệt đẹp này đi. Olaf đang đi dạo trong khu rừng tuyết trắng. Samantha, Samantha. Olaf, bất ngờ ghê đó. Mình mới thấy một cô nàng xinh đẹp qua kính viễn vọng. Mình đang tìm cô ấy. Hoặc là do mình tưởng tượng thôi. Là Elsa đó. Đẹp quá đi mất. Đừng có sợ mà, lại gần đi nào. Elsa, chắc muốn gặp cậu nè. Này, đừng có ngái chứ. Mình sẽ để hai cậu có không gian riêng. Jack đã có thể ở cùng với Elsa rồi. Thật là một buổi tối tuyệt vời. Lấy giấy ra để cùng làm với mình nè. Dùng dây kẽm,
sơn màu trầm lên nha. Làm chúng hơi cũ cũ bằng sơn vàng. Sửa chiếc đèn nào. Làm phần đỉnh. Chiếc đèn có đồng hồ cổ nè. Đúng là nơi hoàn hảo cho các cặp đôi. Jack đây rồi. Elsa đang ngồi chờ cùng với món quà. Cô ấy đến trễ rồi. Chọn một bó hoa đi cháu yêu. Cảm ơn bà. Cháu sẽ lấy cái này nha. Thank you. Chúc một ngày tốt lành. Hello. Xin chào, xin lỗi em đến muộn. Không sao đâu. Wow. Wow, bó hoa đẹp quá đi mất. Oh, Pikachu kìa, đáng yêu quá đi. Yêu, cặp đôi hạnh phúc kìa, đi thôi. Anh muốn nói với em điều này từ lâu lắm rồi. Oh. Em cũng yêu anh lắm. Giờ đây Jack và Elsa sẽ ở với nhau mãi mãi thôi.